ngồi cùng bơi trang trí cái khách sạn 5 sao 3 tầng này nha. Và đây cũng là một trong những gói nội thất mới nhất của Tokaboka luôn á. Bây giờ thì cùng bơi bắt đầu thôi. Let's go. Ngày đầu tiên tụi mình sẽ cùng nhau trang trí ngoài lễ tân nha. Ở đây thì nó sẽ hơi bé nên là trang trí nó không có được nhiều món. Nhưng mà Bơ nghĩ là chắc là làm ngoài lễ tân ở đây là ok nhất rồi. Tại vì nếu mà làm những cái khác á, nó sẽ không có nhiều diện tích để mình có thể trang trí được đâu. Và cái khách sạn 3 tầng này á, nó sẽ hơi dài nên là Bơ sẽ cắt nó ra làm hai video. Và đây là video phần 1. Và nếu như mọi người muốn xem phần 2 á, thì Bơ sẽ để cái link ở phía dưới phần bình luận, mọi người nhớ check nha. Quay lại chút xíu mà tụi mình đã gần xong cái quầy lễ tân rồi nè mọi người. Cái chỗ này mặc dù nó to thiệt nhưng mà Bơ thấy trang trí nó cũng nhanh. Tổng cái thời gian mà Bơ trang trí cho một căn nhà này luôn nó sẽ rơi vào tầm cỡ 1 tiếng 15 phút gì đó. Nó tầm cỡ khoảng đó, mọi người cũng khá là nhanh cho một căn nhà 3 tầng luôn đúng không? Mọi người nghe thử giúp Bơ coi là cái chất lượng âm thanh như thế này thì nó có bị rè không vậy? Tại vì Bơ đang dùng cái mic để mình có thể thu âm được á. Không biết mọi người thấy sao nhưng mà Bơ thấy nó hơi rè rè một chút xíu. Nếu mà có gì thì mọi người đừng quên comment ở phía dưới góp ý cho Bơ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ở đây thì Bơ sẽ trang trí một cái nơi để mình có thể lấy nước cho khách nè, có thể tiếp đãi khách một cách chu đáo hơn khi mà khách đang đợi phòng á mọi người. Ở đây Bơ hay gọi là cái phòng trà, Bơ không biết nữa, Bơ nói đại á mọi người ơi. Nói chung chỗ này nhỏ nhỏ không làm được gì nên là Bơ sẽ để một cái phòng trà vô đây. Bình thường trong mỗi một video trang trí thì Bơ sẽ nói rất là nhiều luôn. Bơ cảm thấy là mọi người xem sẽ bị chán cho nên lần này Bơ sẽ thử đổi qua cách edit mới. Đó chính là chỉ nói về những cái chủ đề xoay quanh ở trong game thôi, với lại cách mà Bơ trang trí thôi. Và Bơ cũng sẽ ít nói hơn bình thường cho nên mọi người thông cảm nha. Và đừng quên nếu như mà mọi người không thích cách mà Bơ thu âm như thế này thì mọi người có thể comment ở phía dưới để Bơ rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn mọi người. Còn ở cái phòng này thì nó sẽ rất là to cho nên Bơ quyết định sẽ làm một cái nhà hàng buffet mọi người, kiểu để cho khách ăn sáng thôi. Cho nên là Bơ đang trang trí. Ở đây thì sẽ có ba cái size bàn, size nhỏ, size vừa với lại size lớn. Thì size nhỏ thì sẽ là bàn dành cho hai khách nè, và size vừa vừa như thế này dành cho ba khách. Và size lớn nhất thì sẽ dành cho ba khách lớn với lại một em bé nữa. Theo cá nhân của Bơ thì Bơ rất là thích cái bản cập nhật lần này luôn. Và những cái đồ nội thất này nó rất là đẹp. Mọi người trang trí kiểu gì nó cũng xinh hết trơn. Bơ rất là ngán những cái căn nhà mà 2 tầng, 3 tầng như thế này nè. Tại vì trang trí rất lâu nhưng mà công nhận với mọi người là đặt tay vô trang trí chứ xong nó rất là nhanh luôn á. Chỉ có một cái là ban đầu Bơ không có ý tưởng để trang trí thôi cho nên là phải đợi mấy ngày. Bản cập nhật này ra hồi 12 tay nhưng mà tới ngày hôm nay thì Bơ mới có thể làm video cho mọi người được á. Có nghĩa là Bơ đang kiếm cái cách trang trí nhà mà Bơ thấy đẹp nhất rồi mới hướng dẫn lên cho mọi người á. Cái kênh YouTube của Bơ tới bây giờ là gần hơn một năm rồi thì Bơ có phát hiện ra đó chính là mỗi một cái video Bơ trang trí nhà như thế này á, thì mọi người xem không có được nhiều. Không biết là do Bơ trang trí nó xấu hay là cách mà Bơ edit nó chán, hay là Bơ nói dài dòng á mọi người chán, Bơ cũng không biết nữa. Nếu như mọi người biết tại sao mà những cái video trang trí nhà của Bơ ít người xem thì mọi người có thể comment ở phía dưới giúp Bơ nha. Có lẽ là nhiều bạn không thích trang trí nhà, à cũng có nhiều bạn kiểu không muốn coi mấy cái này hay sao, Bơ cũng không biết nữa. Nên là có gì mọi người cho Bơ xin thêm thông tin ở phía dưới nha, để Bơ cải thiện kênh YouTube của mình nhiều hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Vì Bơ trang trí theo kiểu dạng là một quầy buffet nên là những cái đồ ăn thức uống sẽ được để sẵn ở trên quầy live như thế này, và sẽ không có một cái bếp nào ở đây hết. Thì Bơ thấy như vậy nó sẽ tốt hơn. Tại vì trang trí thêm một cái bếp ở đây nó sẽ không có đủ diện tích nè, với lại nhìn nó không có được đẹp mắt á mọi người. Trong cái video này, cái phòng mà làm Bơ tốn thời gian nhiều nhất đó chính là cái phòng ăn này. Tại vì nó có quá nhiều thứ chi tiết nho nhỏ bên trong. Ví dụ như là trên cái dĩa thức ăn của khách thì phải có món gì rồi, cái kiểu giống vậy á mọi người. Nên là nó sẽ lâu hơn những cái phòng khác. Và cái phần 1 này cũng chủ yếu là mình trang trí cái quầy buffet nè mọi người. Nên là nó cũng sẽ hơi lâu. Và nếu như mọi người muốn xem cách trang trí phòng, trang trí cái hồ bơi thì mọi người có thể đợi phần 2 của Bơ nha. Phần 2 của Bơ thì sẽ ra sau cái video này tầm cỡ 1 tiếng cho tới 45 phút gì đó. Nếu mà mọi người trang trí đến đây thì mọi người đừng có nản nha. Tại vì trang trí xong cái bếp á, thì những căn phòng còn lại mình trang trí sẽ rất là nhanh luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm. Hoặc là nếu như mọi người thấy chán cái bếp này quá, ngán làm cái bếp này trước quá, thì mọi người có thể lên tầng 2 với lại tầng 3 trang trí phòng nhỏ trên đó trước. Rồi sau đó mình xuống mình trang trí cái quầy buffet này sau cũng được. Tại vì nó nhiều chi tiết quá, dập Bơ Bơ cũng ngán nữa. Và
nếu như mọi người muốn là những người đầu tiên xem được video của Bơ sớm nhất thì mọi người đừng quên đăng ký, sau đó bật chuông thông báo nha. Tại vì phải đăng ký thì mọi người mới có thể bật chuông thông báo được khi nào Bơ đăng video á. À, và sắp tới thì Bơ cũng có biết là mọi người sắp thi học kỳ, nên là Bơ cũng sẽ cố gắng ra những cái video dài dài như thế này vào cuối tuần. Trong tuần thì sẽ là những cái video ngắn tầm cỡ 1-2 phút gì đó để cho mọi người xem nhanh, còn có thể học bài được nữa. À, và cũng muốn chúc mọi người thi thiệt là tốt nè, với lại thiệt là nhiều điểm 10 nha. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mà mọi người đã thi xong. Nhớ là phải học hành kỹ á, chứ đừng có lo coi YouTube hay là coi TikTok nữa nha chưa. À, và sẵn tiện ở đây Bơ sẽ thông báo với mọi người cái mini game tiếp theo của Bơ luôn. Đó chính là khi mà đạt được 25.000 người đăng ký thì Bơ sẽ có một cái mini game to bự nữa dành tặng cho mọi người. Và đến đây thì Bơ cũng xin sự giúp đỡ từ mọi người, đó chính là mong mọi người có thể đăng ký cho Bơ với lại nhờ bạn bè, người thân gì đó đăng ký cho Bơ nha. Và Bơ tin là hiện tại bây giờ Bơ 21.000 người đăng ký rồi. Nếu như mà có sự giúp đỡ của mọi người nữa thì 25.000 người đăng ký sẽ rất là nhanh thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong cái mini game lần đó nha. Ở đây thì Bơ sẽ thông báo trước cho mọi người lâu một chút, tại vì lần trước có những cái mini game trước thì mọi người bị bỏ lỡ cũng khá là nhiều. Nên là mong mọi người tới 25.000 người đăng ký sẽ quay lại chơi mini game chung với Bơ nha. Đến nay thì cũng đã trang trí gần xong cái phòng bếp này rồi nè mọi người. Trời ơi, nói nó lâu nhưng mà thiệt ra nó cũng nhanh lắm. Tùy với mọi người muốn trang trí những cái món thức ăn nào ở trên bàn được các kiểu thôi. Cái này thì tùy mọi người nha. Mọi người có thể làm giống Bơ, hoặc là mọi người có thể ngẫu hứng làm theo ý của mọi người cũng được. Tại vì mấy cái này nó cũng đơn giản á. Không hiểu sao mà lúc này Bơ lại quên bóng quay khi mà Bơ thêm hai cái cây này vô nữa, cho nên mọi người nhớ thêm giúp Bơ nha. Còn bây giờ thì Bơ sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video phần 2 của cái khách sạn 5 sao này. Và mọi người đừng quên cho Bơ xin một nút đăng ký và nút like video nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 2. Bực mí với mọi người là phần 2 sẽ rất là xinh luôn á. Hẹn gặp lại. Bye bye.